có cho bảo cái công trường treo đấy chứ. Có rồi anh. Đang anh hết cả giải chấp ngân hàng luôn. À, giải chấp ngân hàng. Alo alo, đây là đài phát thanh của làng Nhô. À quên, xin lỗi quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Hôm nay chúng tôi lại có một đơn hàng mới rồi quý vị và các bạn. Xem hết clip này, ở cuối clip này thì xem chúng tôi giao dịch chiếc xe này như nào nhé. Hôm nay chúng hàng từ Hòa Bình muốn mua chiếc xe Hyundai Tucson sản xuất năm 2009 màu đen tên tư nhân biển Hà Nội của chúng tôi ạ. Và anh em chúng tôi nhận được đơn thì anh em chúng tôi lại lên đường thôi. Bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu xuất phát. Anh em chúng tôi đang đi trên con đường Lê Trọng Tấn Hà Đông đây ạ. Chúng tôi sẽ đi trên con đường Lê Trọng Tấn Hà Đông để ra Quang Trung và thẳng theo quốc lộ 6 để lên Xuân Mai Hòa Bình đây ạ. Trong cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì là Hà Nội cũng khách hàng từ ngoại tỉnh đều không muốn vào Hà Nội vì sợ dịch bệnh. Cho nên anh em chúng tôi sẵn sàng ship hàng thôi. Nhưng mà chúng tôi từ Hà Nội mà để về tỉnh thì là cũng có nhiều tỉnh không cho anh em chúng tôi về. Cho nên tôi có thỏa thuận với khách hàng là anh em chúng tôi chỉ mang chiếc xe này lên Xuân Mai để gặp quý vị khách hàng để giao dịch tại Xuân Mai thôi ạ. Tức là chúng tôi sẽ mang đến cái vùng giáp biên giữa Hà Nội và Hòa Bình, đó là Xuân Mai. Anh em chúng tôi đang đi trên đường Quang Trung rồi đấy ạ. Anh em chúng tôi đi hai xe, một xe này là nếu bán xong là anh em chúng tôi về chiếc xe kia luôn ạ. Các bạn đang có nhu cầu mua hoặc bán xe ô tô mà ngại xuống Hà Nội thì quý vị và các bạn có thể liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn và chúng tôi có thể ship xe tận nơi theo yêu cầu của quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn không ngại đường xa hoặc ngại dịch bệnh thì là quý vị và các bạn có thể đến cửa hàng chúng tôi, địa chỉ 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử những chiếc xe ô tô cũ còn mới nhất và còn đẹp nhất ạ. Anh em chúng tôi đang trên đường đi qua khu vực Chương Mỹ rồi đấy ạ. Đây là tôi đang lái chiếc xe Tucson để đem đến cho khách xem đấy ạ. Và đằng trước tôi là một chiếc xe Kia Morning của ông anh tôi. Hai anh em chúng tôi đã đem chiếc xe này đi để giao dịch với khách hàng. Vâng, và chúng tôi cũng đã đến Xuân Mai rồi ạ. Chúng tôi đã chọn một cái địa điểm này là rất là rộng rãi và thoáng mát để hẹn gặp khách hàng ra đây ạ. Chúng tôi đã đến trước và chưa thấy khách hàng ra nhưng mà chúng tôi cũng đã đến trước đây để chuẩn bị cho khách hàng ạ. Chúng tôi chọn một cái khu rất là đẹp là khu Trung tâm Văn hóa Thể thao Xuân Mai. Trung tâm Văn hóa Thể thao khu Xuân Mai đây ạ. Chỗ này rất là rộng rãi và đẹp và vị trí đây là đây có một cái đình gọi là đình Xuân Mai. Chúng tôi đỗ xe sẵn ở đây để chờ khách hàng đến ạ. Khách hàng bảo là cũng đi từ trên Hòa Bình xuống cũng một lúc nữa là đến nơi thôi. Chúng tôi cũng đã đến trước để chờ khách ở đây ạ. Đây là đình Xuân Mai đây ạ, khu văn hóa thể thao Xuân Mai. Rất là may là ở cái khu vực này lại cũng là rất là thoáng mát và rộng rãi, cũng ít người qua lại cho nên là giao dịch nó cũng thuận tiện hơn vì cũng tránh tiếp xúc đông người. Cho nên là chúng tôi cũng để trong lúc chờ đợi khách hàng thì chúng tôi cũng quay và giới thiệu qua cho quý vị và các bạn. Đây là chiếc xe Hyundai Tucson mà chúng tôi cũng đã giới thiệu lên quý vị và các bạn ở những clip trước đó rồi đấy ạ. Nếu như quý vị và các bạn theo dõi kênh ô tô 360 thì quý vị và các bạn cũng đã được xem chiếc xe này chúng tôi giới thiệu rồi ạ. Hôm nay chúng tôi mang lên đây để giao dịch, quý vị và các bạn hãy chờ một chốc lát nữa để xem cái cuộc giao dịch của chúng tôi. Rất may là đây lại là có một cái bộ bàn đá, tôi đỗ xe chọn đúng cái chỗ này để tí nữa ngồi, nhưng mà cái bàn đá này trong cái dịch Covid cho nên chắc là cũng ít người qua đây cho nên là cũng hơi bẩn rồi. Quả cây hoa lá rụng xuống là cũng bẩn rồi, để đây cho nó có cái bàn thôi chứ còn là không ngồi được, bẩn lắm. Giấy tờ xe tôi chuẩn bị sẵn sàng đây rồi, khách đến thì chỉ có xem xe xong và cầm giấy tờ và đi về thôi chứ không phải lăn tăn được cái việc gì cả. Đấy, tất cả giấy tờ xe đây tôi đã để sẵn chờ khách đến đây rồi ạ. Đây là cái đình Xuân Mai, vị trí rất là đẹp ạ. Và chiếc xe này tôi cũng còn đang rất là mới và đẹp, tôi để ở đây thì nhìn đẹp lắm, là khách hàng đến xem chắc là ưng ngay, không phải chê chiếc gì cả vì tôi quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn ở trên kênh này cũng rất là rõ chi tiết rồi. Khách đến xem thì cũng đúng như những gì tôi đã tả và hình ảnh
clip tôi đã gửi cho khách trước rồi. Khách đến xem thì chắc chắn là sẽ ưng và lấy xe thôi. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến xe ô tô cũ thì xin quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và quý vị và các bạn hãy like clip này và chia sẻ clip này cho các bạn bè và cùng xem ạ. Vâng, đây là khách hàng cũng đã đến để xem xe đây rồi ạ. Một anh đang xem xe, còn hai chị thì đang chuẩn bị tiền để trả tiền cho chúng tôi ạ. Chúng tôi cũng đã nhận được tiền và tôi sẽ giao cái chìa khóa cho chủ xe này rồi đấy ạ. Và chị này, tôi cũng đã giao dịch thành công rồi ạ. Tôi cũng đã... đã nhận đủ tiền và giao xe rồi ạ. Chúc khách hàng của chúng tôi luôn thượng lộ bình an với những chiếc xe của mình ạ. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi update lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.